Đây thì mọi người có khô, lấy có khô, mọi người thích lấy khô thì có khô nhé, thì lấy tươi có tươi nhé. Đây đấy, khô có khô này, tươi có tươi này, đấy rất là nhiều luôn. Rất cảm ơn cô nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. Làm 1 cân nữa không? Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Vùng Núi Tây Bắc của mình. Hiện tại thì mình đã có mặt tại chợ phiên Cán Cấu thuộc huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Từ chợ phiên này thì cách chợ phiên này thì họp vào sáng thứ bảy hàng tuần nha mọi người. Bây giờ mình mời mọi người theo chân mình tiến vào bên phía bên trong xem, khám phá xem có những gì thú vị và đặc sắc nhé. Xin mời mọi người ạ. Đây thì những bà cô người Mông này dẫn lấy đồ xuống chợ bán ấy, rau củ quả mật ong, cái đồ gì nên bán họ mặc xuống bán hết nha mọi người. Ở đây thì mình thấy họ có bán ít ớt này, vải này, còn mận nhé. Ở đây thì mọi người, ở đây thì họ có bán đồ ăn này, rau củ quả này, có ít hành lá, rau thơm ngò nước các kiểu cho mọi người. Ở theo đây thì tới đây thì mình cũng thấy họ bán một ít đồ này. À đây mình thấy họ bán ít gì đây. Cô chào cô nhá. Ừ. Đây mình bán gì đây ạ? À? Bán mà. Đấy. Cái này là táo răng mạch à? Ừ. Cái này là mà. À hoa nó đây. Ừ. Đây hoa táo răng mạch này. Đây là đương quy à cô? Dạ. Đây là đương quy non à cô? Vâng. Đương quy này mình để cấy chứ. Nó phải cấy đúng không? À. Đây mà. À đây mọi người. Cái này cây đương quy non này. Đấy. Cái này mang về, cái này để họ bán để cấy đấy nha, mình phải làm giống mình cấy đấy nha. Cái này thì nó sống một chỗ ẩm mát này. Chứ còn nếu mà nóng thì không cấy được đâu mọi người ạ. À. Phải thật là mát mình cấy được nó nhá. Đây là răng mạch này. Đấy, rất cảm ơn cô nhá. Chuyển đến khu vực bên này thì họ có bán một ít mầm ớt này, cà này. Chào cô nhá. Đây họ bán rất là nhiều đồ luôn. Gừng này, rau húng này. Đây bán rất là nhiều loại đồ. Đồ luôn gì cả. Rất là nhiều loại rau. Ở trên này thì bán ớt này, cà chua này. Đây lại gặp sâm đường quy rồi. Cô nhá. Cái sâm đường quy này mình để cấy em mình bán để ngâm rượu này. Cái sâm này mình để cấy à cô? Băm về mâm rượu. Ôi, bé này lấy được dùng được rồi à? Hả? Cái này mình đào mình cấy đấy à? Mình cấy à? Nó là đào sắn của họ. Cái này để ngâm rượu rất là tốt luôn, họ nấu canh. Cái này chắc nấu canh gà chắc cũng ngon lắm anh chị nhỉ? Được mà. Nấu canh gà thì mình nấu cũng được. À vâng. Đây, mọi người thấy rất nhiều lần. Đây thì nó hơi bé tí hơn to mấy thôi. Ở đây thì ông bán một ít đồ này. Đây. Cái này mật đào quả này để làm gia vị cho đồ ăn này. Đây, mắc khén này. Mắc khén này rất là thơm rồi, cho vào rau quả ăn không phải nói luôn à. Tiêu này. Đây là hoa hồi. Đây là tam thất nha mọi người. Cái tam thất tươi không? Tươi. Tươi luôn à? Đây. Cái này. Cái là gì mà? Đây mọi người ơi, mình thấy bán một ít măng đắng này. Mùa này vẫn còn măng đắng thế này không mà mọi người. Măng này chắc măng mọc già này. Không phải già đâu mọi người, nó họ đào đất lên này. Đấy gì này. Đấy măng loại này luôn. Xin chào cô nhá. Cháu quay, cho cái đau quay tí ấy. Cái này là nụ hoa tam thất này mọi người ơi. Cái này là hoa tam thất này. Đúng không ạ?
Cái này thì tam thất này nó rất đẹp. Và tam thất này thì có rất là thanh nhiệt, bổ máu này, mất gan đầy độc, an thần này, chữa bệnh đau đầu này, mất ngủ này, tăng cường sức đề kháng này, điều hòa huyết áp này, chống u này. Cái này để pha nước uống nhá mọi người. Pha nước uống, pha như kiểu pha trà ấy. Đây là tam thất khô này. Người ta mới khô nè. Một túi này được một cân không cô ơi? Một cân hết đấy. Một cân hết à? 42 hay củ 51 củ? Củ to là được 41 củ đúng không cô? Còn đây là cái hoa nó này. Đây là hoa tam thất này. Gặp một cô nhá. Đây mọi người di chuyển đến phía bên này thì họ cũng bán rất là nhiều đồ luôn này. Chào cô nhá. Cái này tam thất tươi mình đào luôn chưa cô? Tam thất tươi hôm qua mới đào. Hôm qua mới đào luôn à? À. Chợ nhiều lắm, một cái. Thơm nhỉ? Cái bên này là cái to à? Bên giống nhau hết à? Cái này để mình để làm gì đấy? Chứa bệnh gì này? Ngâm rượu, ngâm mà ông nấu canh cá ấy. Canh thịt xưa ăn nó bổ cho mình ấy. À, để bổ máu, bổ thận ấy không? Cô nhé. Đây thì mọi người có khô, lấy có khô, mọi người thích lấy khô thì có khô nhé, thì lấy tươi có tươi nha. Đây đấy, khô có khô này, tươi có tươi này, đấy rất nhiều luôn. Rất cảm ơn cô nhé. Đây mọi người mới chuyển được phía khu bên này thì họ cũng bán một ít đồ này. Bà ơi, chứ có hỏi cái đấy cái gì đấy ạ? Thuốc à? Thuốc này chứa cái gì đấy bà? Bạc nguyên nói. Bạc không biết dính nhiều là chuyển đến một tí thôi. Bà không biết nhiều. Cái này cũng là cái thuốc này, cũng một tí bà ơi. Cái này cũng là cái thuốc. Mua một số cây đi trồng. À. Vâng. Đỗ nhà nó ở đâu? Dạ. Đỗ nhà ở đâu? Cháu ở xa cơ. Cô hỏi cái này cái gì đấy ạ? Đây thì họ không biết tiếng phổ thông mọi người, nên là rất khó giao tiếp luôn nhá. Ở đây mọi người, đây thì những một cụ người dân tộc Hơ Mông họ bán hương này. Đây hương này thì do bàn tay khó léo của họ tự làm hết nhá mọi người ơi. Đây. Làm hương này thì rất là cực kỳ và công phu nhé. Đây, một cô này đang thử xem cháy dễ không để mua này. Ông đứng đây mùi hương rất là thơm luôn nhé. Ở đây mọi người, cây này thì rất là hay luôn này, nó có quả ở sau lá này. Mọi người thấy không? Đây nó có quả ở sau lá này, rất là hay luôn nhé. Đấy, mọi người thấy không? Có quả sau lá đây rất là hay luôn. Cái này cũng là kiến thức mà mình không biết kiến thức gì thôi. Đấy, tại bà cô này bà cũng biết tiếng phổ thông nên này là khó giao tiếp lắm mọi người thông cảm nhé. Mọi người, đây thì có những cái giá sàng này. Đây là cái giá sàng gạo của người dân tộc ở đây, họ tự làm ra này, để ra những bàn tay kêu léo họ đan ra hết nhé. Đấy, cái này ví dụ như gạo mình nó bị gãy đấy thì mình lấy hạt nguyên thì mình sàng ra đây, đấy gáy nó chui hết xuống dưới kia, còn hạt nguyên thì nó còn ở trên nhé. Đấy, còn đây là cái để cái giá cái rổ để ướt rau này, ướt lấy rồi dưới rồi này. Đây họ còn bán một vài gì nữa, đấy, họ có vải là bán rất là nhiều luôn. Cô ơi, bao nhiêu tiền một cân đấy?
20 một cây. 20 một cây. Cái lái. Nó quay tí thôi. Đây mình nhà em mình có gặp ít cái này là. Đây là tâm thức của đám thất này. Đây, của đám thất này thì to, cái này to hơi to mình. Cái này thì mình mang về để nấu canh gà hoặc là ngâm rượu và nấu canh. Và để ngâm rượu rất là tốt cho mọi người. Đấy, hoặc là cái này để mình mang ngâm rượu uống có thể chữa bệnh thiếu máu này, để ăn thần này, vẫn để ăn thần này đỡ mất ngủ này. Và nhiều loại công dụng khác cho mọi người, mình không nhớ được hết đấy mọi người, thông cảm. Rất nhiều luôn này. Thế mọi người mới chuyển vào khu vực bên trong này thì đây cũng có bán một ít trang phục của đồng bào dân tộc Mông này. Đây, đây là cái yếm này, đấy, những được thêu những đường hoa văn rất là đẹp luôn nhé. Đây là những cái yếm, Nghe thấy đẹp không? Đấy, rất là đẹp luôn đấy. Mọi người ở cái bên trong này thì họ chủ yếu là bán quần áo ấy. Đấy, và là trang phục của đồng bào dân tộc Mông nha mọi người. Đây. Chào anh nhá. Ê, quay tí đây. Anh nhờ cho em hỏi đây, mình bán thuốc này thuốc gì đấy anh? Cái đấy là thuốc giải độc anh ạ. Đau dạ dày ạ? À? Đau răng à? Giải độc. Tay đau à? Giải độc. À, giải độc. Còn đây là chứa gì đấy ạ? Thuốc chứa gì anh? Cái này với cái kia là pha làm một mà. À, hai cái này pha làm một. Đây, như kiểu cái hai túi này mình pha làm một luôn à hay sao? Không. À, lại khác nhau. À. À. Cái này mình chữa bệnh gì đây anh? Cái này là chữa cho người dạ dày. Cho người dạ dày. Có túi trên này à? Cái này không phải. Không phải thuốc à? Cái này có nhưng mà nó là cái này chủ yếu là chữa những người nó khó thở các thứ. À, chữa bệnh ho rồi, vâng, em cảm ơn anh nhé. Ở đây mọi người nhá, đây là cái cây gậy múa xin tiền này của đồng bào, cái này dân tộc Mông mình mới có đấy nhỉ, đúng không? Còn Mông lên tầm nồng bây giờ nó trầm hào dạng, nó có hết. À, cái này mình bán bao nhiêu một cây này? 100.000. 100.000 một cây này. Vâng, cảm ơn chú nhá, chú đi. Ờ mọi người ơi. Đây thì khu vực đây thì họ chủ yếu bán đồ nông, đồ rau này, đấy, rau củ quả này, phục vụ cho bữa ăn của gia đình nha mọi người. Hôm qua thì trời nó âm u, mưa lúc nắng, hôm nay này nắng to muốn vỡ đầu luôn mọi người ạ. Chào mấy cô nhá. Mấy cô bán rau được nhiều chưa cô? Tôi chào bác nhá. Bác bán thuốc à bác? Thuốc này thuốc chữa gì đấy bác ơi? Cháu chỉ có quay video thôi, cháu không lấy cái gì đâu. Đúng rồi. Đây mọi người, túi mật ong này. Cháu thấy quay video thì cháu quay thôi, không nói chuyện, không có việc nói chuyện. Đây thì họ bán một ít sâm đương quy này. Đây to hơn rồi. Đây sâm đương quy này, đấy củ này khá là to luôn. Cái này thì mang về ngâm rượu thì rất là thích hợp luôn nhé mọi người. Củ to này nhưng mà cái này thì nó hơi cũ mất rồi. Cái này chắc phải được tầm một tuần hơn tuần rồi, hai tuần rồi. Nhà nó hơi cũ rồi. Đây. Đây mọi người mình di chuyển đến khu vực bên này thì đây thấy họ bán ít mía này. Chào chú nhá. À, bao nhiêu chú bán mỗi mía này bao nhiêu tiền đấy chú? 10.000 một bó này à? Hôm nay chú bán được nhiều chưa chú? Thế chú bán đắt khách nhá. Chờ đi. Ở đây mình thấy di chuyển đến khu trong này thì đây họ thấy những bao con chó này.
nó mùi hơi nặng tí bây giờ thôi. Đây chó này, chó rất đẹp luôn nhé. Nó chó thì rất đẹp luôn này. Nhìn cho cháu rất là hay luôn. Đây này cháu đôi đông mà cháu chèn vào xem cho rõ được. Cái này nó khá là nghịch luôn nhé. Người phía vụ bên đấy, trong đấy là họ bán lụa nhưng mà tại vì nó đông quá chen vào được ấy, nên mọi người thông cảm cho mình với mình không vào chen vào được ấy. Lượn đen, lượn vàng nhé mọi người, chỉ có lượn bông không mọi người. Lượn này họ bán lượn giống nhé. Ở đây mọi người, đây mình sẽ chuyển đến khu vực bên này là khu vực trâu bò này, trâu bò này. Đấy, nhưng mà mình thấy trâu ít hơn người mọi người, người đông quá mọi người. Đấy, hôm nay chợ này trâu bò nó ít, nó không được đông, nó không được nhiều mấy. Với lại trâu tròn trâu bé và trâu to nữa mọi người ạ. Ở đây thì những bà cô tập con người họ mua chị này, là mua chị như về để thêu này. Họ chọn những loại chị đẹp nhất này, chắc chắn nhất này là mang về họ thêu mọi người. Nên cái chị để thêu được hoa văn này trên áo của áo và cái váy của họ như đấy. Ở mọi người ở chợ phiên này thì chủ yếu là những đồng bào của dân tộc Mông, người ta xuống đây họp buôn bán trao đổi những mặt hàng thiết yếu trong gia đình của họ nhé mọi người. Rồi. Thì chỗ này thì chắc là giờ họ đang tan dần hay sao ấy, thì mình ít dần nhiều mọi người ạ. Nãy thì thấy đông. Ở đây mọi người mới rời đến khu vực bên này thì thấy những bà cô người dân tộc Mông này họ có bán ít rượu ngô nấu từ men lá họ được làm hết nhá. Chào cô nhá. Hôm nay cô bán được nhiều rượu chưa cô? Hôm nay cô bán được nhiều chưa? Cô lại không biết nhiều tiếng phổ thông mấy mọi người ạ. Rồi thôi. Thôi cháu thử đâu. Rồi thôi. Thử say đấy không uống đâu. Thế đã, nặng lắm không say đấy không uống đâu. Thôi không uống đâu. Thôi không say đấy không uống đâu. Say đấy. Đây mọi người. Rượu ngô nó tự men lá tự nấu này rất là thơm luôn. Đứng từ xa mà đã có thể mùi thơm rồi mọi người. Đây, họ thử rượu này, xem rượu có ngon không, họ mua nhé mọi người. Đây. Chào mấy anh nhá. Hôm nay mấy anh bán được nhiều rượu chưa? Chứ anh mua luôn à? Thế mà mình bán bao nhiêu tiền một lít đây anh? 15, 14. Bán rẻ đấy thế à? Cái này rượu ngô đúng không anh? Vâng. Nấu men lá hay men? Men lá. Dạ vâng. Rượu ấy quả ơn anh nhá. Làm một cơm thôi. Lượn to đấy anh.
Đó. Có lượng to đấy. Nó đi bắt công ty về mà. Thế ra trong si về à? Công ty anh Nguyên như này. Mình bắt về mổ à anh? Con này mấy tạ được tạ không anh? Con này hơn 70 cân. Hơn 70 cân này chưa được tạ nhỉ? To, to thật đấy. 19 cân thôi. Yeah, you can tell me, you can tell me.